Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để vượt qua khủng hoảng, các doanh nghiệp đang tìm mọi cách để vực dậy sản xuất kinh doanh. Marketing luôn là hoạt động được doanh nghiệp ưu tiên sử dụng để hỗ trợ mang lại doanh thu cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước những khó khăn về tài chính cộng với chi phí cho hoạt động marketing quá lớn, khiến nhiều doanh nghiệp phải đắn đo. Có nên chạy marketing tại thời điểm này hay không? Nếu không chạy marketing, thì doanh nghiệp có thể làm gì để giảm chi phí, tăng doanh thu? Để trả lời cho câu hỏi này, xin mời các bạn tham gia buổi tọa đàm trực tuyến Nên hay không nếu dừng marketing trong mùa dịch, để cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Lê Anh Tuấn, Founder và CEO Firstcom Digital và A1 Demi. Anh Lê Anh Tuấn có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin và thương mại điện tử. Kinh nghiệm của anh đa dạng trong hầu hết các mảng chuyên môn như Website Development, Social Media Marketing, Search Marketing, Performance Media, Content, KOL, Data Analytics. Anh là nhà sáng lập các digital marketing tiên phong công ngành như Climax Digitology Agency, Firstcom Digital, sáng lập Fractal Software Solution, công ty chuyên giải pháp Innovation Transformation cho các doanh nghiệp đa quốc gia. Anh chuyên kết nối, đào tạo và tư vấn về bán lẻ, thương mại điện tử, chuyển đổi số cho các doanh nghiệp SME. Ngoài ra, anh còn triển khai hệ thống sales CRM, e-commerce và tối ưu hóa vận hành cho các khách hàng như BAT, Katoko, Abot, Mundipharma, tư vấn xây dựng hệ thống e-commerce cho Idosin, hãng Store. Anh chính là tác giả cuốn sách Từ nông thôn đến triệu đô, được nhiều nhà quản lý yêu thích. Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình Tư duy linh hoạt vượt qua thách thức sẽ được ủng hộ cho ATM Túi thuốc cứu người. Đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, nhằm tư vấn, hỗ trợ điều trị các F0 bị dương tính Covid tại nhà, giúp bệnh nhân mau chóng hồi phục, góp phần giảm tải cho các bệnh viện thông qua việc trao tặng những túi thuốc điều trị triệu chứng theo danh mục hướng dẫn của Bộ Y tế.